សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវក្នុងបណ្ដាញសង្គមយុធោនឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីការបាញ់យ៉ាន់ខ្មៅសម្រាប់កងបាញ់ឌីដែលបងប្អូនចង់បាញ់យ៉ាន់ខ្មៅអីណាបងប្អូនអាចបាញ់តាមខ្ញុំបានគឺវាស្អាតហើយវាអត់សូវប្លាក់ដីទេគឺការបាញ់យ៉ាន់ខ្មៅហ្នឹងទីមួយគឺអ្នកនរអគ្នាកុំបាញ់នៅជាប់កងបាញ់ចឹងគឺអ្នកនរអគ្នាអាចធ្វើការដោះចេញធ្វើការដោះយ៉ាន់នឹងចេញយកមកបាញ់ខាងក្រៅយើងលាងទ
bánh này chụp tua còn bây chứ riêng block vì ở sơ sạt thì vì riêng block bọc lại chứ nó riêng bàn liền tắt á bây giờ này tao khnề chọn bánh này sạt được nhom mấy ní không biết ổ ní cứ nhom bánh dàn bỏ khăm ấy cứ đâm bay cầm ao vì bạc đầy nó bê đầy vì bạc đầy tới cứ việc mở sơ khơi nhé chắc mình chỉ nhom bánh dàn bỏ khăm ấy từ chắc này tao khnề ai thua cả bánh dàn bỏ khăm ấy bán phụ ấy cầm ao vì bạc đầy rồi môi hi khánh cô hi ấy tới khơi nhưng cứ vì cọ mở bê chắc này tao khnề ai thua tám nhom tới nên khi chúng tập bánh hào tế cứ bảy con nhưng ai thua cả đó mà đo môi làm bảy bánh về tới chút vì ở xa lên tới xa sân trăm những bánh về làm bảy ở vì chiếc thân nam nâng chọc lò hỏi bộ phê thân nam này cứ nét ốc này tình tại môi cũng bóng cái cỏ này cứ trong tình tại một cái bóng tế nâng ở xâm rạp thân nam bánh bó khám mơ nâng cứ nét ốc này ai thua cả tình tại môi cũng bóng cái cỏ này hỏi nét ốc này thua cả tình nâng cứ bộ phê thân nam bó khám mơ rồi lồn công tự tin thân ám bọc mà cớm phụ huynh bán nhà cớm tới dựng bán nhà xa thì phụ huynh bọc mà nó bị bán chạy chia bi tiệt vì miền là mà cớm mới là mà lồn anh ấy cứ nhầm tình là lồn nó bị dựng bán hỏi tới việc lồn xa chẳng hỏi thân ám này cứ thu thay đại tế chẳng này tóc này ai thua ca rất tình bàn cứ mùi gầm bông tại bộ mùi bọn đi à thân ám spray bọc mà bỏ dư nữa dựng ai thua ca bán mới tới đâm bây gầm ở vị bà lạc mưa tư cọ mưa bị nâng hai video nâng miền tập năng thế nè đã mau tham gia cùng play chui chấm subscribe nâng like nè mỗi phong nâng bài bàn video tham gia bàn to tiện.